thật sự thì Lý Hà cũng phải có ý đồ như thế. Và cái ý đồ đó thật ra khó chứ không phải dễ. Nhưng mà cũng may mắn là gia đình Lý Hải là vợ là Bắc 100%. Mẹ vợ là Bắc và Minh Hà là người Bắc. Rồi khi mà Lý Hải nghĩ đến điều đó, nhưng mà khi viết á, giống như như bạn vừa nói là lời thoại rất khó. Và cái khó cho lúc mà Lý Hải chỉ đạo diễn xuất cho Khuê, một cái là ví dụ một người Bắc rặt sống ở thủ đô thì thà rặt như thế nó dễ, nhưng bà này có chồng là người Nam thì hai vợ chồng sinh sống nhau mười mấy 20 năm, chẳng lẽ những cái từ ngữ thoại với nhau vợ không lai chồng và chồng không lai vợ sao? Bắt buộc phải có sự tính toán cái lời thoại như thế nào mà nó hợp tình hợp lý. Cái đó mới khó. Cái nào Khuê còn nói anh ơi giờ anh giết em. Như thế là rất là khó. Thà anh cho là em ở thủ đô luôn. Thế thì nó dễ. Nhưng mà thật ra rất là khó. Thì bây giờ anh đang đưa ra một cái người chồng của em là người Nam rặt Nam Bộ. Và em sống người chồng. Con năm nay nó vô đại học có nghĩa là hơn 20 năm rồi. Không lẽ em không quen ăn một cái món người Nam, em không nói được một cái từ người Nam, không được một cái thái độ cử chỉ người Nam là em sai với cái nhân vật này rồi. Câu như vậy là cực kỳ khó. Và để đạt được một hiệu quả như thế thì lúc mà làm tiền kỳ làm rất là kỹ. Khuê ngồi đó rồi có Thái Vũ là người Hà Nội gốc, rồi bé Seri là người Hà Nội. Rồi cũng may là mẹ của Hà cũng là người Hà Nội gốc. Bắt đầu ngồi chuốt. Đó, thì mẹ cũng vậy. Mẹ Hà là người Hà Nội gốc. Thì mẹ Hà sống trong tiếp xúc với Lý Hải, tiếp xúc với Hà. Thì mẹ Hà cũng nói luôn cách con là 100% là không đúng. Bởi vì ngay cả mẹ cũng phải thay đổi mà. Trong cuộc sống hàng ngày thì tất cả nó đều thay đổi. Chính vì thế mà mọi người ngồi với nhau chuốt từ câu thoại, chuốt từ cử chỉ, hành động làm sao mà để nó trộn giữa Bắc cái Nam ở trong đây. Cái đó cực kỳ khó. Có một cái điều á mà trước đây á mọi người hay thường hay nói là sao lật mặt không có phổ biến ở khu vực miền Bắc. Thì khi đó là lúc đó là Hà nhớ là Hà làm lật mặt ai xong. Thì lúc đó Hà cũng rất là trăn trở. Hà bắt đầu suy nghĩ về việc, tại vì anh Hải là một người rất là ít nói, nên những cái thông tin mà Hà đọc, kể cả Hà đọc trên mạng về anh Hải, có nhiều thông tin đó không có đúng với thực tế. Thì anh Hải lúc đó anh Hải mới kể câu chuyện cho Hà nghe, là khi mà anh Hải còn đi hát thì anh Hải nổi tiếng lên từ trong lòng của thủ đô Hà Nội. Và anh Hải ở miền Bắc còn nhiều hơn ở trong miền Nam, tức là biểu diễn ở miền Bắc còn nhiều hơn biểu diễn ở miền Nam. Thì nhưng mà trên báo chí thì mọi người hay gọi ông là anh Hải là ông hoàng miền Tây, ông hoàng âm nhạc miền Tây. Thì lúc đó Hà cũng rất là thắc mắc luôn. Hà nói ủa tại sao anh Hải thì ảnh lại nổi tiếng từ trong, và cái ca khúc mà Liều Thuốc Trong Trái Tim đúng không? Chính là cái ca khúc Liều Thuốc Trong Trái Tim là ca khúc nổi từ thị trường miền Bắc và nổi ngược vào thị trường miền Nam. Đúng không? Nếu mà những bạn nào ở miền Bắc thời điểm đó, mọi người sẽ biết rằng những ca khúc của anh Hải hot từ miền Bắc, hot ngược về miền Nam. Và nếu mà nói anh Hải là ông hoàng nhạc ở miền Tây thì không đúng, nó không chính xác. Thế thì lúc đó cái điều thứ nhất Hà mới thấy là thứ nhất là lý do tại vì anh Hải, tại vì anh không có đính chính về việc đó. Anh Hải vốn dĩ là một người rất là ít nói, và cho đến khi mà anh Hải quen Hà có lẽ Hà là người nói. Cái điều thứ nhất. Thế thì quay trở lại với lật mặt, tại sao mà khán giả miền Bắc lúc thời điểm đó họ không có biết được là anh Hải đã chuyển qua làm phim. Và sau đó Hà mới thấy rằng cái chỗ sai đó là ở chỗ mình. Bởi vì mình không có dành đủ cái sự quan tâm đến khán giả miền Bắc khi mà mình làm phim. Thì bắt đầu từ Lật Mặt 3, Hà mới bắt đầu quyết định là sẽ premiere ở tại thủ đô Hà Nội. Thì khi đó thật sự là Hà với anh Hải rất là hồi hộp, bản thân Hà rất là hồi hộp. Bởi vì mình không có sự quan tâm đủ nên mình không hiểu được khán giả miền Bắc. Và khi mà đưa Lật Mặt 3 ra ngoài đó, Hà rất là lo, bởi vì Hà sợ là khán giả ngoài Hà Nội sẽ khó tính hơn,
Tại vì Hà biết là cái gu thưởng thức của người Hà Nội có phần khắt khe hơn một tí xíu. Tại vì bản thân của Hà, ba mẹ Hà đều là người Hà Nội, nên Hà hiểu được mỗi một vùng miền họ sẽ khác nhau. Nhưng mà sau khi mà chiếu premiere ra mắt Lật Mặt 3 cho báo chí ngoài Hà Nội thì mọi người rất là đón nhận. Thì khi đó Hà mới tỉnh ra được rằng, Hà mới nói à, tức là khán giả ở miền Bắc sẽ coi được phim Lật Mặt và mọi người cũng sẽ thích Lật Mặt. Và cái cách kể chuyện của anh Lý Hải hoàn toàn là cách kể chuyện điện ảnh và sẽ phù hợp. Tại vì anh Hải không kể chuyện bằng lời, nên nó sẽ không giới hạn cái ngôn ngữ và cái vùng miền nhiều. Và mọi người xem hình ảnh, bởi vì điện ảnh là kể chuyện bằng hình, nên là khi mọi người xem hình ảnh, mọi người sẽ hiểu được câu chuyện đó. Và bắt đầu từ Lật Mặt 3 thì mỗi một năm một bước, và đến ngày hôm nay là đến Lật Mặt 6 thì Hà đã dành những cái điều rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là năm ngoái Hà cũng có một cái mini show của anh Lý Hải dành tặng cho quý vị khán giả song hành với lại cái buổi ra mắt phim Lật Mặt 6. Thì năm nay cũng như vậy, vì mình không có ở Hà Nội được lâu, mình không có đi được những cái tỉnh thành miền Bắc được nhiều, nên Hà luôn dành những cái gọi là ưu ái hơn một tí xíu, là Hà dành 1.000 cái phần quà riêng để gửi tặng những quý vị khán giả ở ngoài miền Bắc. Thì dù là không có thể tiếp cận được hết tất cả mọi người, nhưng mà hy vọng mọi người thấy được cái sự nỗ lực của Hà và anh Hải. Và vừa rồi á, khi mà đi tiền kỳ ở thủ đô Hà Nội, Hà và anh Hải rất là vui, bởi vì cái chị mà bán tạp hóa Hàng Rong á, ở ngay bờ hồ á, chị cũng thấy ekip Lật Mặt hả, Lật Mặt 7 chuẩn bị chiếu 30 tháng 4 hả, bây giờ đi quay, đi kiếm cảnh quay phải không. Hoặc là Hà đi ăn vặt ở ngoài ngay phố cổ thì mọi người ngoài ô quan trưởng, mọi người cũng ủa con bé này nhìn quen quen ta, em phải bà xã của anh Lý Hải không, phải Minh Hà không. Tức là mọi người đã nhận ra được mình, và điều đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và mình hiểu được rằng mình muốn đến gần khán giả, mình phải thật sự dành thời gian và sự quan tâm. Và rất là xin lỗi khán giả miền Bắc những năm trước, và đến năm nay thì mình đã khắc phục được cái lỗi của mình rồi. Và hy vọng rằng là quý vị khán giả miền Bắc xem bộ phim Lật Mặt 7 này, thấy được những cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội, mọi người sẽ hài lòng. Như anh Hà nói là cái vấn đề bộ phim này đặt ra nó rất là cuốn, tại vì nó rất là mang tính thời đại, và nó thực sự là một câu hỏi rất là khó, một câu hỏi rất là khó mà có lẽ là ngày nay ai cũng sẽ phải đối diện, là cái trách nhiệm của một người con đối với lại bố mẹ mình sẽ phải giải quyết như thế nào. Thì vậy thì chị Minh Hà nói là Minh Hà đã có câu trả lời, nhưng mà cái câu trả lời đó nó có đang thể hiện ở đoạn kết trong phim không, hay là đoạn kết trong phim mình chỉ đang đưa ra một cái đoạn kết rất là mở để mọi người có thể suy nghĩ về đoạn kết của mình. Tại vì dường như là có cái hai đoạn kết khác nhau. Đúng rồi, hai cái kết cho bộ phim. Sẵn tiện thì Hà cũng rất là muốn nói với quý vị khán giả là mọi người hãy ở lại và xem cho đến tận cùng của bộ phim để có thể xem được hết những cái tâm tư mà anh Lý Hải gửi gắm cho đến tận cuối cùng nha. Nếu không là mọi người sẽ bỏ lỡ một cái đoạn kết sau của bộ phim đó nha. Còn anh Lý Hải, anh hãy nói cho mọi người biết là anh đặt câu hỏi hay là anh trả lời hay là anh bỏ ngỏ để cho mọi người tự trả lời. Hầu như là trong câu chuyện Lý Hải đều để một cái dấu chấm cho mọi người tự chấm tự, hỏi một dấu chấm hỏi để cho mọi người tự suy nghĩ. Trong năm gia đình nhỏ, trong một gia đình lớn, mỗi một gia đình nhỏ sẽ là một dấu chấm hỏi. Mà khi mà khán giả xem, nếu như anh cảm nhận được gia đình nào thì anh sẽ hòa mình và anh có thể đặt mình vào cái vị trí đó. Nếu như mà mình là một trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ như thế nào, và mỗi một người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, có một góc nhìn khác nhau, và mọi người sẽ tự trả lời cái câu mà trách nhiệm thuộc về ai cho bản thân mình. Và ngay cả góc nhìn của những người vị lớn tuổi, họ cũng sẽ có câu trả lời cho riêng họ. Đây là một cái tình huống rất là đời sống, đời sống rất là quen thuộc, rất là đời thường, và nó đúng là nó rất khó giải quyết. Vậy thì cái cảm hứng đầu tiên nào đã khiến em nghĩ tới tình huống này để mở đầu? Bắt nguồn từ gia đình mình. Mình cũng có bà mẹ lớn tuổi, nhưng mà chỉ có khác là gia đình mình tới 9 người con, nhưng mà chị cả mất thì còn 5, còn 8 người. Thì mình lấy ý tưởng từ bản thân gia đình mình trước, là ví dụ như mà đó, nhà mà mẹ mà lớn tuổi bây giờ mà ai cũng bận đi làm hết,
và bản thân Lý Hải luôn. Ví dụ đi, bây giờ kêu trong một đêm phải chạy về, bây giờ bỏ hết công việc để về chăm mẹ, thì bản thân mình chết rồi, mình cũng là một trong nhân vật đó rồi. Thì mình sẽ như thế nào? Thì đó, Lý Hải muốn đưa ra câu hỏi, đưa ra cái tình huống cho tất cả mọi người xem. Và những nhân vật Lý Hải cài cắm trong đây là những nhân vật đều yêu mẹ hết, vì cái hoàn cảnh thôi, chứ không phải là họ ghét mẹ, họ bất hiếu với mẹ, không có, đều yêu thương mẹ, nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà đưa đẩy họ đến một cái khó xử trong gia đình. Thật ra Lý Hải cũng là một trong nhân vật ở trong đó viết luôn. Thì ở trong câu chuyện này, Lý Hải cũng lấy ý tưởng của gia đình của mình, và đặc biệt là nhân vật má hai là lấy 90% của mẹ mình luôn. Và ngay cả tên má hai cũng là tên mẹ mình luôn. Ví dụ như ở một cái góc nhìn khác, thì có thể bạn nói sao hơi hư cấu chút xíu về bà mẹ này, giống như hơi vĩ đại. Thì Lý Hải nói về mẹ mình không biết là có hơi quá hay không. Nhưng mà nhân vật bà hai á, đối với mẹ mình hơn như thế nữa. Và đây là một cái cơ hội để mình viết về mẹ mình. Và mình nghĩ là trong cái cuộc sống hiện tại thì có rất nhiều bà mẹ như thế, chứ không phải riêng mẹ mình đâu. Lê Hải rất là nhớ và sẽ không bao giờ quên là lúc nhỏ ở nhà nghèo đến mức không có gạo để ăn. Hết gạo, từ hết để ăn cơm xong xuôi là tới thiếu gạo phải nấu cháo. Và hết gạo nấu cháo là chuẩn bị qua ăn khoai mì, khoai lang. Hết khoai mì, khoai lang, bắt đầu tới ăn chuối ở trong vườn ở nhà trồng. Chuối chín hết, bắt đầu ăn tới chuối sống. Và tới cuối cùng phải đào củ chuối mà ăn. Nghèo đến mức đó. Nhưng mẹ không cho phép đứa con nào nghỉ học. Tất cả 8 anh chị em đều phải học thành tài hết. Đó là một điều mà Lý Hải nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm mà mẹ đã dành cho mình. Còn đối với Hà đó, thì Hà cũng có một khoảng thời gian ở chung với mẹ chồng của Hà. Khi trước khi mà bà về quê sống, tại vì khi lớn tuổi thì má muốn về quê sống để ở quê. Còn khi mà Hà xem cái bộ phim này á, thì có những cái điều mà Hà cũng không có biết về má anh Hải. Tại vì anh Hải anh cũng ít có chia sẻ nhiều. Thì bản thân Hà là cũng là một người mẹ, thì Hà cảm thấy Hà cũng học hỏi được rất là nhiều thứ á. Và một trong những cái điều đó là má hai có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là má không có bao giờ can thiệp vào quyết định của con mình. Và Hà nghĩ là điều đó là một cái điều rất rất là khó làm á. Tại vì đối bản thân Hà cũng vậy, đôi khi mình đã trải qua những cái việc đó, mình có kinh nghiệm đó, và con mình có những cái suy nghĩ khác, những cái lời khuyên của mình đôi khi mình rất rất muốn con mình làm theo. Những cái ranh giới ở việc mà mình bắt buộc con mình làm theo và đưa ra một cái lời khuyên, nó rất là mong manh luôn. Và khi coi một cái bộ phim, và khi coi cái bộ phim này á, Hà tự ghi nhớ với bản thân mình á, một cái câu á là hãy để lời khuyên dừng lại ở mức lời khuyên. Và Hà cũng về để mà tập luyện cái việc là chia sẻ với con và ghi nhận, chấp nhận những cái điều mà con mình quyết định một cách dễ dàng hơn. Ba mẹ nào cũng thương con cả, có thể là vì một cái hoàn cảnh nào đó thôi, chứ hầu như cha mẹ nào cũng thương con. Và một điều bạn vừa nói là cái tiếng nói chung cũng rất nhiều bà mẹ luôn, là không muốn phiền con cái mình sau này. Bởi vì mẹ hiểu rằng khi mà con lớn rồi, gái có chồng, con trai có vợ rồi, sau đó lại có con cái, con mình nó phải lo biết bao nhiêu việc ngoài xã hội, rồi nó lo cho con của nó. Bây giờ mình về mình làm một gánh nặng của nó, thì không một bà mẹ nào muốn điều đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình riêng của con mình luôn. Mẹ không bao giờ muốn điều đó. Nhưng mà với góc nhìn của mình thôi nha, thì ví dụ hiện tại, ví dụ thôi, cha mẹ còn trẻ, còn sức khỏe, và đặc biệt là còn tỉnh để hiểu và nói ra những điều đó với mình. Nhưng ví dụ đặt vào cái hoàn cảnh của mẹ Hải đi, mẹ của Lý Hải, mẹ không có minh mẫn,
mà không tự lo được bản thân cho mình, thì liệu mọi người có nên, mẹ có thể sống một mình trong viện dưỡng lão, mặc dù ở trong viện dưỡng lão vẫn có người chăm, nhưng mà cái sự chăm sóc và cái sự gần gũi đó có đáp ứng đủ cái nhu cầu của mà về mẹ không? Mẹ Lý Hải thì không phải là lẫn hoàn toàn 100%, mà lúc lẫn và lúc tỉnh cũng đó. Thì ví dụ họ lẫn, họ sẽ quên hết tất cả con cháu, có thể là lúc đó họ sẽ không biết buồn, nhưng mà lúc họ tỉnh lại thì họ sẽ rất buồn. Và Lý Hải nghĩ rằng đó là một cái giáo hội rất lớn cho tất cả mọi người và cho cả bản thân Lý Hải luôn. Đó là một điều rất khó xử. Mình, mặc dù mình biết là mẹ không muốn làm phiền mình đâu, nhưng mà đối ở góc độ của những người con, thật là khó xử khi mà bỏ mẹ mình sống trong một viện dưỡng lão như thế. Cũng có thể là một bạn nào đó nói có thể anh có điều kiện thì anh nói như thế, nhưng mà thật sự trong cuộc sống, nếu như chúng ta cố gắng làm cái gì bằng cái tâm của mình, Lý Hải nghĩ là sẽ vượt qua tất cả. Bởi vì thật ra thời gian, tiền bạc hay tất cả gì do mình quyết định hết. Thật sự thì